mặt bạn. Không muốn về Việt Nam hả Ngân? Không muốn về hả? Thì mình cũng muốn bàn về một cái chủ đề nhỏ thôi, thì các bạn cho mình thử ý kiến ha. Thì là mình có bàn với vợ mình là ở giáo dục mầm non á, chính bản thân mình thấy có một sự bất cập nho nhỏ thôi, mầm non nó nho nhỏ thôi, chứ thực sự đối với bản thân mình thấy nó cũng là một cái vấn đề. Là tại sao những cái bậc cao cấp hơn như là cái bậc đại học, những bậc trung học, những bậc lên thì yêu cầu giảng viên, giáo viên có trình độ đại học học rất là cao, rất là tốt, và thậm chí yêu cầu người ta học xa hơn nữa để mà giảng dạy những bậc cao. Nhưng ở cái bậc mầm non á, thì đa phần á, là chỉ yêu cầu giáo viên đến hết bậc cử nhân. Còn ở Việt Nam thì mình không biết, mình nghe nói thôi. Còn bạn nghe ý kiến nào khác thì hãy comment bên dưới. Hay mình nghe nói là giáo viên mầm non thì lại không cần những cái trình độ cao, thậm chí nếu mà cử nhân ra các bạn đi kiếm việc cũng khá là khó, và yêu cầu những giáo viên mầm non có trình độ tương đối thấp thôi. Thì thật sự mình nói là mình không bàn về cái vấn đề là người trình độ cao thì tốt hơn người trình độ thấp hay vân vân. Ok. Nhưng mà đôi khi sẽ có những cái mà mình nhận ra là như vậy. Mình không phân biệt đối xử, cũng như là học cao cũng chắc là tốt, mà học thấp cũng chưa chắc là không tốt ha. Nhưng mà đa phần nó bị một cái như vậy, chênh lệch như vậy. Tức là mình thấy đa phần là những người mà người ta chịu có học lên cao á, thì người ta lại có cái tư duy cởi mở hơn, tư duy mà có những cái góc nhìn nhân sinh quan khác, mở rộng hơn. Có đôi khi là nó có kích thích cho trẻ tiến tới, học tới nhiều hơn. Còn là những người mà người ta học ở mức độ bình thường á, thì người ta lại không kích thích, khuyến khích đứa trẻ học lên. Mình không gom đũa cả nắm, mình chỉ nói chung thôi là đa phần là vậy. Ví dụ như một cái bậc cha mẹ mà người ta thích học, người ta đam mê học, thì người ta sẽ luôn kích thích con mình, khuyến khích con mình học. Còn những cái bậc cha mẹ mà người ta không thích học hay người ta không muốn học thì người ta sẽ cũng làm vậy với con mình. Rồi thì tại sao những giáo viên mầm non thì người ta chỉ yêu cầu là trình độ đào tạo thấp? Thì cái đó thật sự mình cũng thấy là một cái gì đó rủi ro. Ví dụ như mình lấy ví dụ mình tưởng tượng thôi, có thể đúng hay sao. Ví dụ con mình vô trường gặp cô giáo, hỏi cô ơi cái này là cái gì, chẳng hạn như cho chơi một trò chơi thì cái này hỏi thêm cái này là cái gì. Thì nếu một người cô giáo khuyến khích học tập thì nói là cô chưa biết, nhưng mà để cô tìm hiểu thêm, cô hướng dẫn cho con, để cô hoặc là cô giải thích sao đó, cố gắng giải thích ha. Còn những bậc cô giáo là không có khuyến khích học tập thì nói ui cái này là đừng quan tâm, con cứ quan tâm vô hoạt động này thôi, cứ hoạt động này thôi, con hỏi nhiều chi. Thì chỉ cần một cái hành động nhỏ như vậy thôi, hành động nhỏ phi giáo dục như vậy thôi, là khiến cho cái tâm lý của trẻ thay đổi rất là lớn ở thời kỳ đầu. Thực sự mình nói khi mình dạy bậc đại học á, thực sự là mình không thể dạy gì bất kỳ về cái lối sống và con người nữa cả rồi, tại vì nó đã hình thành hết rồi, mình chỉ dạy về chuyên môn thôi. Còn cái lối sống, cái nhân cách, cái con người được đào tạo ở những cái bậc rất là nhỏ, quan trọng là cái bậc đầu đời như là bậc mầm non đi, thì nếu trường hợp gặp những người cô giáo như vậy thì rất là nguy hiểm. Mình không cần một người cô giáo mầm non dạy cho con mình chơi nữa, không, đôi khi những cái nhỏ nhặt như vậy thôi, đôi khi những cái thấy cô giáo thiên vị một bạn khác vì bạn đó nhà bạn nó có tiền hơn, chỉ cần một cái nhỏ như vậy thôi đã làm hư con mình rồi. Cũng như thấy cô giáo ủng hộ một gì đó, cheating một bạn nào đó là ăn gian mà cô giáo không nói thì cũng làm hỏng con mình. Không cần biết là cái trường đó hay cô giáo mầm non nó dạy cho con mình bao nhiêu điều, kỹ năng bơi lội hay là chạy bộ hay là nấu ăn, không cần, mình không cần. Nhưng mà chỉ cần những cái mà cơ bản như vậy, sự trung thực, những cái nhỏ nhỏ như vậy thôi, sự kích thích về mặt sáng tạo là không có thì thua. Đúng không? Thì đó là cái quan điểm của mình về giáo dục ở bậc mầm non. Tại vì mình cũng đã từng có bàn là mình muốn cho con mình Việt Nam học ở cái lứa tuổi nhỏ để mà học tiếng Việt á. Thì càng ngày mình càng có nhiều cái suy tư và cái câu hỏi đặt ra trong đầu mình. Mình đưa chia sẻ thôi, thì các bạn có nhiều ý kiến thì các bạn có thể comment bên dưới ha. Cảm ơn bạn. Không muốn về Việt Nam hả Ngân? Không muốn về hả? Cảm ơn bạn đã nghe, và mình hẹn gặp lại bạn trong các video kỳ sau.